Công trình thủy lợi Pleikel tại xã Ayun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai có vốn đầu tư tiền tỷ. Khi chưa tiến hành bàn giao nghiệm thu thì phát hiện nhiều hư hỏng, kém chất lượng. Người dân nghi vấn có hay không việc rút ruột công trình xây dựng. Theo ghi nhận, tại tuyến kênh chính dẫn nước xuất hiện nhiều vết nứt bê tông, nhiều tấm đan trên hệ thống kênh bị vỡ, nhiều đoạn kênh, đơn vị thi công làm kè bằng thanh gỗ đã bị mục nát, có đoạn lại để trống, nhô ra các thanh thép hoen dỉ, gây nguy hiểm cho người dân. Đơn vị thi công phải điều động công nhân đi vá víu một cách thủ công, tạm bợ. Một công nhân cho biết được thuê đi chắp vá các điểm bị hỏng, nhưng nhiều quá làm không hết. Tại hệ thống kênh dẫn nước, đơn vị thi công tráng những lớp bê tông mỏng dính, được trộn lẫn với đất. Chỉ cần dùng tay thì dễ dàng bóp ra, vỡ vụn từng mảng. Năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai ký phê duyệt đầu tư dự án công trình thủy lợi Pleikel với kinh phí hơn 41,5 tỷ đồng. Năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục phê duyệt dự án hệ thống kênh dẫn của thủy lợi Pleikel với tổng kinh phí 77,7 tỷ đồng. Như vậy, tổng cộng 2 giai đoạn, công trình này có tổng số vốn hơn 119 tỷ đồng. Được biết, công trình tiền tỷ do Ủy ban Nhân dân huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư. Dự kiến, khi công trình này đi vào hoạt động, sẽ tưới tiêu cho khoảng 500 hectare cây trồng, trong đó có 400 hectare lúa, còn lại là hoa màu của hàng nghìn hộ dân ở Chư Sê. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các ban ngành chức năng vào cuộc điều tra làm rõ.